Ngoan đi, ngoan đi em Thương. Đã tôi đi. Không nè, có tôi về. Gì vậy? Mày ơi cứu tao. Những bước dài, từng đau đớn mệt nhoài, từng lang bạc phương trời xa, chỉ còn anh em với ta. Từng đánh mất chính mình, từng không ra dáng hình, đầu vẫn luôn ngẩng cao nhìn đời. Dù giàu nghèo gian khó. Alo, Cũ hả? Tình hình sao rồi? Bởi mình quyên rồi đó anh. Bây giờ đốt cha tụi nó cũng không dám ho cho tụi mình nữa. Ừ, vậy tốt rồi. Có anh em nào bị thương không? À, anh em chỉ bị chạy sơ sơ thôi. Cái gì vậy? Ai vậy? Alo? Alo? Thực ra là có thằng Thắng nó bị đập gãy giò. Mà anh yên tâm đi, bó bột vài bữa đi được à? Nói anh em cho tao xin lỗi nha. Anh đừng có nghĩ nhiều nữa. Mọi thứ cứ để em lo. Dù có bán mạng thì tụi em cũng theo anh mà. Ừ, cảm ơn tụi mày. Vậy nha. Nè, mày làm cái gì vậy? Sao mày cứ đưa Hồng vô những chỗ nguy hiểm hoài vậy? Tôi đâu có muốn như vậy đâu. Mày còn nói nữa hả? Mày biết hồi nãy nếu tao đến trễ thì thằng già đó làm gì Hồng rồi chưa? Hả? Mày làm ơn đi. Tao không bảo vệ được Hồng thì đừng đưa Hồng đến những chỗ nguy hiểm nữa. Lần trước ở Lan Quế Phượng tao đã cảnh báo rồi mà. Anh Lâm, anh đừng có đánh anh Dũng mà. Hồng, em thấy sao rồi? Em có sao không vậy? Em hơi chóng mặt tí thôi. Em có biết là hồi nãy chút xíu nữa là em đã... Thôi thì hai anh cũng đã đến cứu em kịp lúc rồi mà. Em cũng đâu có bị gì đâu. Anh đừng trách anh Dũng. Tại em đòi anh Dũng chở em tới đó thôi. Cảm ơn anh đã cứu Hồng. Anh nói đúng á. Tôi thật là tệ. Lúc nào cũng để cho Hồng nguy hiểm á. Anh xin lỗi em. Lỗi của em mà. Tại em chủ quan, em cứ đòi chở đến đó. Thôi đi. Đây không phải là lúc nhận lỗi cho nhau đâu. Bây giờ em thấy sao trong người rồi? Em hơi nhức đầu tí xíu thôi. Chắc là do sốc thuốc á. Hồi nãy nghe hai thằng kia nói là bỏ thêm 2 viên nữa. Ê, anh có chai dầu. Để anh xức dầu cho em cho nó đỡ nha. Đâu rồi ta? Chắc hồi nãy đánh nhau rớt mất rồi. Đi mua giùm chai dầu đi. Em còn mệt không? Em thấy sao mọi người? Hay em uống miếng nước đi nha. Hay anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nha. Thôi khỏi, em không sao đâu. Em ngồi nghỉ ngơi chút xíu đi. Anh. Hả? Cái gì vậy đất kìa? Rác thôi. Để anh đi dùng. Thôi, coi kỹ đi. Hả? Lỡ ai làm rớt giấy tờ quan trọng thì sao? Ngày buồn tháng nhớ, năm đau thương, gửi Hồng yêu dấu. Nhưng không giống con gấu, vì con gấu rất mập dở trong rừng. Còn em là một bông hoa hồng ngào ngạt hương thơm. Cái gì sến quá vậy? ghi như vậy nè: trăng hôm nay lên cao, anh nhớ em làm sao cái cùi chỏ. Anh yêu em không sao tả nổi, nên anh không tả nữa mà anh viết thư này để em hiểu là anh yêu em quá trời luôn tào lao. Người ta yêu nhau như yêu thứ bảy chủ nhật, còn anh yêu em như thứ hai đầu tuần, vì đầu tuần là được chào cờ. Thư này anh biết để gửi cho em đó hả? Không không, hồi nãy đánh lộn xong cái có thằng em nó tới nó đưa, nó nhờ anh gửi về quê cho ghệ nó giùm. Ừ. Vậy tại sao lại biết là gửi Hồng? Con gái nó ở dưới quê tên Hồng. Ừ. Tại sao cuối thư lại ký tên là Lâm Ca? Anh đừng có nói là đàn em của anh cũng tên Lâm Ca nha. Thì sao? Anh giải thích đi. Thì nó anh có gì muốn nói với em không? Gì vậy đó? Vậy là sao? Là vậy đó đó. Nếu như mà anh không có gì nói thì em đợi anh Dũng chở em về. Thì không phải, anh đừng về, tại anh yêu em. Hả? Anh nói gì em không nghe? Không à, quên cái này đi. Anh yêu em. Anh muốn dành cả cuộc đời này để ở bên em và bảo vệ em. Em đồng ý không? Hãy để cho em được nói hết những lời từ tận sâu trái tim. Yêu và yêu em có thể làm tất cả cho anh, nhưng khi anh không còn ai thì xin hãy về bên em. Hãy để cho em được sống hết những ngày thật trọn vẹn. Nè, hôm nay anh em ăn uống thoải mái nha. Anh khao tụi em một bữa. Vậy nha. Ê xì dách, mày đi nhậu mà mặc đồ như tờ báo vậy mày. Ê, áo đó tao mua cho nó đó mày. Ôi, em thấy không đẹp gì dân anh ơi. Hình ảnh như thấy ghê quá trời kìa. Vụ quán mạng vậy. Tao thấy đẹp mà. Mà anh, gọi chuyện gì? Với chị dâu sao rồi? Ổn. Wow. Rồi anh có đưa cái bức thư cho chị không? Thì đưa rồi. Wow. Rồi có ấy không? Ấy là cái gì mày? Là ý ấy là ấy có gật đầu không á? Mày. Ừ. Ừ là gì? Cũng có. Ghê tụi bay, tụi mình có chị dâu rồi đó. Ơi có chị dâu rồi, có chị dâu rồi. Thôi vô. Xấu hổ à, xấu hổ, xấu hổ. Anh làm có người yêu, anh làm mít đặc. Mít đặc là mắc cười á. Vô vô. Vô đi. Ngon rồi. Ủa, chai này ai uống hả anh Lâm? Mày quên hôm nay ngày gì hả? Hôm nay là ngày giỗ của thằng Cá Lóc. Mới đây mà nó đã đi được 5 năm rồi. Nhanh hả? Nhắc tới lóc á, em thèm cá lóc nướng chui quá à. Mà có mắm mè, chấm vô ăn còn ngon nữa. Thằng quỷ, chuyện tâm linh mà giỡn giỡn mày. Không có giỡn gì nữa nha. Mà tính ra, mấy nào đặt tên cá hay chết sớm đó. Bữa bên Văn Phượng Hoàng, có thằng cá chê mới chết. Dạ yeah. Hồi xưa mà thằng xì dách á, lấy tên cá mập là thấy mẹ rồi. Nó nói vậy mày. Chứ sao, đúng mà, tâm linh đó. Mày nhớ hồi đó không? Bốn đứa mình chơi chung, lúc nào cũng bị rượt đánh, lúc nào cũng bị ăn hiếp. Chỉ có con Cá Lóc là liều mạng nhất. Nó đứng ra bảo vệ tụi mình nên nó phải hy sinh. Kể từ khi đó, tụi mình mới đặt ra mục tiêu là phải là kẻ mạnh nhất, để không bị ăn hiếp nữa. Nhớ không? Và bây giờ mình đã làm được rồi. Đúng. Bây giờ chúng ta đã làm được điều đó. Vậy mục tiêu tiếp theo của anh là gì? Không à, anh yêu em. Anh muốn dành cả cuộc đời này để ở bên em và bảo vệ em. Em đồng ý không? Em biết rồi. Mục tiêu tiếp theo của anh là trở thành người đứng đầu thiên địa hội. Tao thấy ngoài kia có nhiều nhân tài lắm mày. Có nhiều người xứng đáng ở vị trí đó hơn tao nhiều. Cái niềm mong muốn nhất bây giờ của tao là kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho thằng xì dách này. Hai anh, thấy em giống siêu nhân Điện Quang không? Ê. Ngồi xuống. Thôi nha. Đồ ăn không có giỡn. Thôi hai anh ăn luôn đi. Mời hai anh. Mày lấy. Không chửi nữa được. Rồi vô. Vô. Anh em. Nhưng nói thì nói vậy, ở thì địa hội không ai xứng đáng vị trí đó hơn anh đâu. Anh đã làm tất cả vì bang rồi. Chỉ có anh mới xứng đáng ngồi vô cái ghế đó. Khi anh lên trùm rồi, anh sẽ lo cho xì dách dễ hơn. Em hứa sẽ phò trợ anh hết mình. Thôi, vô. Vô. Vô xì dách. Anh em. Anh tới rồi hả? Em đi lẹ đi, anh ta đợi em ở dưới rồi đó. Ở đây để anh lo cho. Đồ đạc em chuẩn bị hết rồi nè. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Có gì đâu cảm ơn. Giúp được em là anh vui rồi. Ai biểu anh thích. Anh sao? Ai biểu anh thân với em chi. Anh đỡ em lên cái cửa sổ đi. Ê, thôi. Mặc váy gì sao mà leo cửa sổ. Anh bắt cho em cái thang ngoài kia rồi kìa. Vậy em đi nha. Đi cẩn thận nha. Anh mới là cẩn thận á, đừng có để bị phát hiện á. Không sao đâu. Em đi nha. Đi cẩn thận nha. Ê, nhớ về sớm nha. Sao anh đi lâu quá vậy? Dù nắng có thay màu lan giá thì vẫn vi vu cùng anh, băng qua bao nhiêu ngã ba, vòng vòng quanh quanh, băng qua công viên có băng ghế đá nơi ta từng ngồi. Hôm nay em vui lắm, lâu rồi chưa có vui như vậy á. Nếu mà như vậy, vậy ngoài việc yêu và bảo vệ em ra, anh sẽ làm em vui suốt cuộc đời này, hiểu không? Nói được thì phải làm được đó nha. Trời, em không tin anh hả? Giang hồ nói là làm. Ừ, vậy anh định làm giang hồ hoài luôn hả? Anh đâu quyết định được em. Trên cuộc đời này mỗi người sinh ra đều có một số phận hết rồi. Và số của anh sinh ra là để làm giang hồ. Anh đâu có sự lựa chọn khác. Cái đó là do cách anh suy nghĩ thôi. Chứ em thì nghĩ khác. Em nghĩ sao? Em nghĩ là mình không thể lựa chọn cách mình sinh ra. Nhưng mà mình luôn có thể lựa chọn cách mình tồn tại mà. Cách của anh là lựa chọn nắm đấm để tồn tại thôi à. Nhưng còn cách của em? Cách của em là luôn hướng mọi người đến những điều tốt đẹp hơn. Giống như là em hướng anh trở thành một người tốt hơn vậy. Ủa? Vậy là em nói anh là người chưa tốt hả? Không, em không có nói vậy. Ý em là... Là sao? Là... Anh là người tốt rồi, nhưng mà em vẫn muốn khiến anh trở thành người tốt hơn. Hay. Ừ, cũng hay. Nhưng mà nãy giờ là do em nghĩ vậy thôi, chứ anh đâu có chọn vậy. Vậy chứ anh chọn gì? Anh chọn em. Em nè, em có sợ khi yêu một thằng giang hồ như anh không? Em không sợ giang hồ, em chỉ sợ mất anh thôi. Tôi lướt web nếu thấy có chán cứ kiếm tới mì gõ, thơm thơm ngon ngon, vui là chính và những điều hay ho. Make anh make em chưa người yêu đang sau ló thì đừng ngại nhục chi đến đây xem channel mình, dù là mình cười vui nước đi để chi được sống thẳng xem.